Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ và cũng như ngày hôm nay trong buổi tối livestream hôm nay. Và tối hôm nay thì sau khi thống nhất với tất cả anh em trưởng lão và anh em trong bang, thì hôm nay bang mình bắt đầu up cái kinh nghiệm, up cái event show để lấy kinh nghiệm cho bùa của bang anh em. Nói chung thì nó không bao nhiêu. Nếu mà tự ăn á thì nó tốn đến 8 kim, 8 kim 2 một ạ. Nhưng mà bang mình thì quyết định thì ăn thơ thôi, tìm người ăn thơ đỡ giá rẻ thôi. Tìm người ăn thơ cái kiểu là dạng như là ăn đi rồi lấy kinh nghiệm thôi anh em, thì tốn 3 kim rưỡi. Đó, còn lại vật phẩm này nọ thì người ăn thơ thì họ sẽ lấy và họ muốn bán hay làm gì cờ họ. Và tìm người thì cũng có nhưng mà thấy người ta lấy 3 kim 5 một ạ anh em. Thấy người ta lấy 3 kim 5 một ạc nên là thôi thì đỡ Khải lấy cho anh em bằng 3 kim 3. 3 kim 3 thì Khải ăn 3 ạc thì Khải lấy phí chung phí thơ thôi. Phí thơ là 10 kim. Là đỡ cho bạn lấy bạc bùa lấy kinh nghiệm anh em úp cấp á. Còn lại nếu mà những vật phẩm như cái gì, ra vật phẩm gì thì nếu mà bán lỗ hay lời là do Khải thôi. Tại vì làm gì làm, một ạc ăn ra bán phải được 5 kim. Một ạc ăn ra bán phải được 5 kim thì mới gọi là lời anh em. Còn một ạc ăn ra mà bán chỉ được 2-3 kim là lỗ sắp mạnh. Nhưng mà Khải nghĩ cái tỷ lệ lỗ sẽ khá là cao. Khải nghĩ tỷ lệ lỗ sẽ khá là cao. Nhưng mà không sao, chung thì ăn cho bang nên là Khải nghĩ lỗ hay lời gì cũng vậy thôi anh em, không sao cả. Rồi, nói chung thì hiện tại Khải đang mở túi event anh em. Tìm khoảng 2.000 cuộn keo và 2.000 giá xanh và 2.000 thanh tre. Thì dây bó hoa thì Khải có 2.000 rồi. Với lại Khải ép sẵn một bộ ở trong rương rồi anh em. Nên là bây giờ Khải ép 2 bộ nữa xong. Đó, ép 2 bộ nữa là Khải sẽ ép 3 bộ một lần. Tổng cộng chi phí ép thì nó dao động khoảng tầm 8 kim anh em. Một bộ sẽ mất 8 kim. Đó, một bộ sẽ mất 8 kim. Thì cứ cố gắng ép rồi ăn hên xui thôi, giờ không biết sao nữa anh em ơi. Để Khải mở hết túi rồi Khải đi ép rồi Khải ăn cho anh em xem. Anh em đang xem thì đừng quên không quên cho Khải một like chia sẻ nha anh em ơi. Like chia sẻ cho anh em bằng. Hello Trần Văn Huy, hello Châu Quỳnh, hello Lâm Nguyễn. Hello Danh, hello Trương Minh Nguyễn nha, hello anh em nha. Thơ thì tầm 3k5 anh em. Khải làm cho anh em 3k3 thôi. Lời lỗ Khải chịu thôi. Chung là up cho bạc bùa bang nó up 1-2 cấp gì đó anh em. Cấp thấp thì được 2 cấp, cấp cao thì chắc được khoảng 1 cấp hoặc là 70% đó. Phụ trợ cho anh em một tí. Hệ đường môn mới thì Khải đang cho đi chan thôi anh em ơi. Khải chưa lên đồ gì hết nên là Khải đang đi chan thôi. Khi nào lên đồ xong đầy đủ thì Khải sẽ chuyển xếp đồ 79 vào cho nó. Khải sẽ xem xếp đồ 79 lại. Rồi đủ 2.000. Chưa đủ nè, chưa đủ nè. 1, 2, 3, 4. Vẫn gần thì gần đủ rồi. Đó, tí nữa Khải sẽ ép cho anh em xem. Và cách ép thì nó đơn giản thôi nè, không có gì khó. 1, 2, 3, 4. Rồi, gần đủ rồi. Ừ, thì thấy anh thơ người ta lấy 3 kim 5 nè. Người ta lấy 3 kim 5 nên là thôi được Khải lấy 3 kim 3 thôi. Lấy 3 kim 3 cho bang. Ăn được gì thì mình chơi đỏ đen tối nay cho nó vui nè. Đỏ đen thôi. Ok, giờ lấy ít xu à. 14 kim rồi úp F2K nè. Cho anh em xem. Nói chung cái này cũng ép nó đơn giản thôi. 1, 2, 3, 4. Một lần Khải sẽ ép 1.000 cái nha nè. 6, 7. Rồi, lần sẽ ép 1.000 cái. 1.000 xu bằng một kim nha bạn ơi. 1.000 xu bằng một kim nha Khánh Bùi ơi. Mua cho nịt thì BBM nhé. Giá nịt hả? Chỉ còn cái nịt đó. Rồi, ok, Khải đi đói nha nè. Đây, cách ép thì đơn giản thôi. Chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu rồi. Khải ép 2.000 event. Thì cần 2.000 bó hoa. 2.000 bó hoa này là 100k điểm tống kim. Khải mua hết một kim xấu. Kim xấu. Còn bộ trước thì Khải cũng mua rồi. Khải có sẵn mua một bộ trong rương rồi. Đấy, lần này Khải sẽ mua 1.000 giá đỏ. Khải mua một lúc 2.000 giá đỏ luôn, ép cho anh em xem. 1.000 giá đỏ này. Tại vì lúc nãy sợ nó chặt rương anh em. Nên là Khải giao dịch được một lần 7 kim thôi. Hiện tại server đang bán cái bộ này 8 kim 2 anh em.
8 kim 2 dao động từ 8 kim lên 8 kim 2. Thì lời hay lỗ do mình đây. Anh ra đồ ngon thì lời, còn anh ra đồ không có gì thì lỗ sắp mặt vậy thôi anh em. Rồi, để giờ lấy tiếp. Lấy thêm 7 kim nữa. Hồi chiều ép một bộ đã sẵn rồi nè. Giờ ép hai bộ nữa thì xong bạc. Anh bạc nhanh này. 1 1 2 3 4 5 6 7. Ok. Một kim bằng 69.000 nha Thịnh Phạm ơi. Một kim này là 69.000 anh em. Rồi. Rồi, mua thêm các nó ép cho anh em xem. Cách ép thì đơn giản thôi, cứ đủ nguyên liệu ép thôi anh em. 1.000 giấy đỏ, 1.000 dây bó hoa, 1.000 cuộn keo, 1.000 thanh tre, với lại 1.000 giấy xanh là đủ được một bộ em về anh em. Đó. Tối nay sẽ anh bạc cho bang. Lần lượt hay sẽ anh lần lượt cho anh em xem. Ok, bắt đầu ép nha anh em. Ghép bó hồng vô lan đặc biệt này, ghép nhanh này. Lần 50. Ghép nhanh anh em ơi. Đó, hay sẽ ghép 2000 cái. Nhầm. Đó, sau khi đủ nguyên liệu bắt đầu ép thôi em. Đây là em vẫn đặc biệt nha em. Một ạc sẽ mất 8 kim. Và lấy thơ phí chỉ 3 kim 3 thôi. Còn lại là 5 kim đi. Còn lại 5 kim. Làm gì làm một bộ em vẫn phải bán ra được hơn 5 kim. Hoặc 5 kim thì mới hồi vốn được em. Trong thời gian chờ đợi anh em đợi Khải ép đổi cái event cái nha. Rồi còn vài cái nữa. Cái gì vậy? Ủa đủ rồi hả? À, còn 15 cái nữa, 35 cái nữa, cho đi anh em. Rồi ok. Cái này dư được ép sâu. Rồi đó được hai bộ rồi. Nhưng một bộ con rương là ba bộ rồi tí. Rồi được Khải lấy ạc hãy làm qua úp anh thôi em ơi. Rồi sau khi ép xong thì nuốt cái ạc công lôn trước cho anh em trong bang này. Đỡ anh em đi hoạt động em ơi. Nuốt nha Khải hên xui thôi. Chứ không may mắn mày đồ mệt quá. Nuốt. Mà Lâm ơi viết nó anh ơi. Em hôm nay em yếu em không có đồ em yếu anh. Nuốt. Kiểu lâm đi. Ừ. Anh mình đi thành mình ăn ít, thành mình ăn ít cho vui nè. Úp cấp cho bạc bùa. Cặp nhấn vô danh mà. Kiếm cái đeo lên xem là đeo lên xem được thắng bao nhiêu ông chịu biểu hộ. Được 75 anh. Cái chuyện đúng rồi, cái dây chuyền của ông Chiếu chưa được lên 75 cộng 1 đúng rồi. Ông bây giờ ông phải đeo cái dây chuyền 19 và ví dụ kiếm một cái giày cái giày kháng lôi trên 15 một tí nữa. Đeo phải đeo thử cái dây chuyền. Hết gần 200 cái rồi, chưa cái gì anh em. Chết rồi, xong rồi, toàn rồi. toàn rồi em ơi. Úp cốc này. Cố lên kháng lôi 75 cũng được. Trời ơi, đi ăn nghỉ ven mà đưa cho Khải ai. Ừ. Giờ Khải thơ, Khải tự thơ, Khải anh hăng thui lời lỗ giờ em thôi. Em vừa lại đưa cho Khải ăn nào, Khải nhận ăn thuê. Em hăng thơ cho anh em mà. Đi chơi là ông Khải ông thui á. Đâu ta. Ui thui thì ông nhận ăn thuê thì. Ô, hơn quá được một cái đèn, được một cái đèn. Chứ giờ em vẫn 8 kim thơ ngồi 3 kim 5 anh em. Em lói cho bạn 3 kim 3 thôi. Em anh cho lời lỗ cho em thôi. Thằng Long mua rồi, mua anh em ơi. Lên đi anh em ơi, lên tập kết hết anh em ơi. Khải vừa anh em vẫn Khải vừa thông báo cần bàn nè. Gì đây, lòng đèn tìm nanh. Kiếm cái kiểu nanh rồi, bộ cũng được anh em. Hai bộ, ba bộ đó, một ạc cho nó vui coi. Anh bữa rồi, ạc kia thiệt lỗ sắp mặt luôn, không biết này, không biết sao đây.
còn 500 cái nữa em ơi, 500 cái nữa. Qua biển Kinh rồi. Cái máy bộ à. Thủy tinh. Cùng nột, cùng nột. Một loại barbie kiếp. Đồ, ít rớt vật phẩm vậy. Ôi, chuẩn bị ốc cấp 97 luôn rồi, 96 luôn rồi. Chắc 96 rồi. Ốc 96 là chắc rồi. Hơi nhỏ nha, chưa thấy gì nha. Chưa thấy gì nha, đậu xanh. Đèn kỹ năng một cái anh em rẻ dữ ta. Ồ, mà đầu server tới 3 kiếm mấy, giờ còn nhiều anh em. Sao bắn cái anh em vậy, sao được. Đúng rồi, cá lâm cũng giá rồi. Lâm cũng giá rồi. À, tính ra anh em. Nem kim anh không có gì là sắp mặt, đậu xanh. Chết 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 chết. Chịu rồi, chịu rồi. Lỗ rồi, lỗ rồi. Lỗ rồi, không có gì luôn, đậu xanh. Rồi, xong. Nem kim mà trả được gì luôn em ơi, chết tôi rồi. Lỗ. Rồi, ốc 96 trong việc này. Đó, từ 94 là 96 ấy. Được 2 cấp gần. Lỗ rồi, đậu xanh, chết tôi rồi. Chứ gì luôn em, đúng không? Một cái tiềm năng là có giá, còn lại mít của ai, mít của ai. Còn gì được không? Bên ngoài, đúng kiểu gia đình đang nói chuyện đấy, đúng không? Một tinh thần. Mít của ai, Ổn đi, mít của Phương ấy. Ui dồi, mít ống ở đầu luôn đấy, thề. Anh em ai online tập trung lên tập chết 1 anh em ơi. Rồi, kiếm gì coi, đủ xanh, lồng đèn đâu rồi. Trời, không có luôn em ơi. Vãi rồi. Xong rồi, đám em lái đồ á. Đồ, lỗ rồi, nem kim đến ra. Nem kim lỗ rồi. Còn đôi cái giày gu xì anh em ơi. Ai, còn cái quần, còn cái nịt thôi em ơi, chết rồi. Còn cái nịt, đồ xanh. Làm như làm mình phải bán được nem kim thì mình mới hòi vốn luôn em. Anh dùm anh em mà tầm này là to rồi, anh thơ á em. Ở đợt khá giao dịch thử ra chốt đồ cho anh em xem. Ôi. Nghĩa cứa. Tương dương tay. Em giao dịch đồ vô nha, em cho con ngựa 15 ngày luôn ấy. Tim ta đau quá mà anh ơi. Đau quá. Nem kim. Nem kim mà đưa Khải tính rồi. Hai cục tinh hồng, hai cục thủy tinh. Hoán binh thạch vứt. Trẻ thẻ chuyển giới vứt. Mấy cái này đại lực lượng bao. Để em cái loại bao bí kíp anh. Đầu từ em, hai là bao bí kíp. À mấy mình viên. Cái tầm này lỗ gì? Lỗ, đủ nem kim tầm này lỗ, không bán được nem kim. Có là lợi bao phi tóc không? Có, đại lực phi tóc đỡ lại cho anh Việt luôn á, anh Việt cho ai cho? Bàn nhiều tâm kinh luôn ấy. Cho mấy rồi. Có mấy bao cho mấy bao. Lỗ anh em ơi, nem kim mình tính ra lỗ mình lỗ ơi. Làm như làm phải thu được nem kim thì mới hồi vốn được. Anh em cho anh Việt vào ạ. Ờ, xong rồi. Anh em đang tản linh tinh. Rồi xong, anh Việt vô ạc đi. Xong một ạc nha anh em. Tiếp tục ạc khác. Tiếp tục anh cho anh em ơi của anh em bang anh em úp cấp nha. Tầm này thì chắc ảnh 97 này, tầm này X nha. Úp chắc được gần 98 anh em, gần 98 tại vì cấp anh cũng khá là cao. Rồi, nút. Rồi tiếp tục ạc thứ hai nha anh em. Đúng rồi, vừa quay tay vào bay sẽ đến nè. Hình xuôi nè em ơi, cái này không biết trước được. Đồ anh may mắn rồi các kiểu ấy. Để mình đầu tư cho ảnh cục may mắn, cục quá tử thử ảnh ra sao đây. Được khai giờ đó là cánh cục quá tử chạy ảnh như thế nào. Chờ chút. Được khai cánh cục quá tử thử như thế nào đây. Rồi anh em ơi. Tiếp tục ảnh thứ hai. Đúng rồi, phải làm gì làm phải bán được hơn nem kim thì mới gọi là lời, còn dưới nem kim chỉ có lỗ. Chứ còn cái nịt quá. Tại vì Khải lấy tiền thơ thì 3 kim 3 anh em, Khải lấy tiền thơ 3 kim 3 một ạc rồi. Thì làm gì làm phải anh sao được, phải được nem kim thì mới gọi là lời, còn không được nem kim coi như lỗ. Đó, gọi anh em trong bang chắc chắn xác định sẽ không lời nói rồi. Tiếp tục anh ạc em ơi anh em ơi. Đó là gọi là ban đầu tư anh em, cả ban đầu tư nha, cả ban đầu tư cho những ekbup. Cậu Viên Sơn cắn rồi, anh em. Anh này là ngâm bi búp anh em, anh này cũng khá là chịu chơi, anh búp cho ban từ đầu đến cuối luôn á. Rất là nhiệt tình. Đó nên là ban đầu tư thôi anh em. Đè nhắn luôn rồi, ok. Đè nhắn sợ nó ra tào lao anh em. Trời ơi, đè nhắn nó bị hai cục tinh thông rồi. Bàn nhược thiết là hắn. Thủy tinh, tinh hồng, đủ kiếm mấy cái kỹ năng rồi anh em.
Lên kỹ năng, ok được một cái kỹ năng rồi. Một kỹ năng rồi, kiếm vài ba cái kỹ năng mày, bốn kỹ năng mày ra họ. Ôi, tiềm năng ngon ngon, con này ngon á. Con này cố gắng kiếm hai bộ coi. Cố gắng kiếm hai bộ là vừa anh em, hai bộ là vừa ấy. Hai bộ là vừa vốn, còn không có là lỗ. Một bộ này được một bộ. Còn chưa được gì luôn. Ừ, xui vãi nồi luôn em. Làm gì là phải bắt được lại nem kim thì mới gọi là lời, mới gọi là hoa. Còn không được nem kim coi như lỗ. Chưa làm gì lời được. Úp cấp luôn rồi, úp cấp 98 luôn rồi. Rồi, ok. Cái này được một bộ em ơi. Cái này được một bộ thôi. Này được một bộ. Rồi ok, Khải lấy một người sẽ thối cho đường môn mới mua à. Con sư thối thì Khải phải cho được một máy mua, Khải cho anh con em ơi cái con ngựa khác thôi. Khải có một con ngựa khác nữa. Rồi xong, up cấp. Rồi còn quạt cuối cùng nữa xong anh em. Khải chuyển hết đồ qua luôn, từ từ á. Sư thối thì Khải đưa qua con ếch của Khải đi. Đó. Rồi, để giao dịch tiếp. Rồi. Em dựng ngựa nè. Phượng Thành Bách. Rồi Khải giao dịch đồ anh em ơi. Giao dịch đồ cái ăn tiếp đặt thứ ba nha. Đặt này hò vốn nha anh em. Đặt này hò vốn. Một bộ này 2 kim 5 này với hai cái bình này là cho 3 kim. 3 kim với 4 cục tinh hồng là 350, một cục là 4 kim rưỡi, 4 kim rưỡi với 4 viên này là ok. Đặt này lời anh em ơi, đặt này lời, đặt này lời được vài trăm xu. Khoảng nói chung là trung bình, lời được khoảng 200 xu. Đó. Rồi tiếp tục ảnh tiếp theo. Lô 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 lô. Anh hỏi, anh hỏi vô đi, anh hỏi đây xong anh hỏi ơi. Dư. Hả? Bạn báo anh hỏi xong rồi nha. Anh Hội ơi. Ừ báo anh đi. Anh Hội ơi. Ok anh đây. Đây bắt đầu ảnh thứ 3 là ảnh này, ảnh năm độc bùa anh em. Ảnh năm độc bùa nha. Ảnh này anh chắc lên được 3 cấp ấy. Ảnh này năm độc bùa nha anh em. Này năm độc bùa. Này là Khải mua một bình quá tử thôi, một bình quá tử thôi, không còn nhiều. Kính tiếp. Vào lâm này server Đại Gia Sơn nha anh em. Vào lâm đồ xanh nha anh em ơi. Trang chủ là công thành chiến xưa.com. Server Đại Gia Sơn. Server này đã open được 2 tháng rồi nha anh em. Server này rất là hot. Rồi tiếp tục năm độc, nó khả chiến màn hình cho anh em xem. Rồi. Nó. Biết được gì đây, hay là còn cái nịt đây. Đó. Tiếp tục ảnh thứ 3 biết lời hay lỗ nha anh em. Thiên Sơn hả? Thiên Sơn thì đỡ Khải mua cho nó một cái nến, một cái nến 50 xu thì nó sẽ được Thiên Sơn anh em. Đây. Khải vô Khải mua Khải gắn cho nó cục Thiên Sơn nữa đi. Đây. Cái nó ít 2 kinh nghiệm là cục Thiên Sơn luôn trong này nha anh em. May mắn 10 điểm ấy. Đó nè không. Cắn cái này rồi thì không cắn được Thiên Sơn nha anh em. Nó giống như Thiên Sơn thôi, Thiên Sơn bảo lộ thôi không khác gì. Nè. 10 điểm may mắn trong 2 tiếng không cần dồn. Đó. Đó. Rồi. Cắn. Một thị tinh. Hệ đường môn mới mua cấp 97 rồi nè em ơi. Tối nay Khải sẽ nghe vần cho nó lên cấp rồi nè. Hệ đường môn mới mua cấp 97 rồi nè. Úp cấp. Thằng này năm độc bùa nha nè. Năm độc bùa của bang. Rồi làm hai bộ kỹ năng tiềm năng mới ra lời nè em ơi. Còn một bộ thì chỉ có một bộ chỉ có trung bình thôi. Còn không ra bộ nào là lỗ nè. Không ra bộ nào là lỗ nè. Không ra bộ nào là lỗ. Không biết lời không này, 500 cái chưa có gì đâu anh em ơi. Ủn quá tử, đậu xanh. Đậu
Không kỹ năng tiềm năng đâu. Chui à mấy ba. Đúng, tính ra lộ sắc mặt rồi. Kỹ năng tiềm năng đâu? Kỹ năng tiềm năng đâu trời? Rồi dưới tỉnh hồng quá. Cái hông binh rồi làm gì? Chết rồi, sắp mặt rồi. Đặt này sắp mặt nữa rồi. Này sắp mặt nữa rồi. Đậu xanh còn mấy chục cá thôi. Kỹ năng tiềm năng đâu? Đậu xanh. Thôi xong, đậu xanh lỗ sắp mặt luôn em ơi. Không kỹ năng tiềm năng luôn. Vái cánh nồi. Không có kỹ năng tiềm năng luôn em ơi. Rồi đặt này, đậu tính ra đặt này lỗ sắp mặt rồi. Năm kim ạc này chả được gì luôn em ơi. Thôi 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 thôi. Chịu. Chịu luôn rồi. 24 kim thu là được khoảng tầm 18-19 kim. Lỗ chắc 6 kim em ơi. Lỗ khác khoảng 6 kim. Đang giao dịch qua cho chính anh em xem. Lỗ rồi. Lỗ 6 kim không ít đâu. Đợi tí nè. Đồ được hai chút điểm. Đây. Hai cục thủy tinh, một cục tinh hồng. Đồ con này lỗ sắp mặt luôn. Này hai cục này 500 xu. Tính ra hai thủy tinh là một kim, hai thủy tinh như đây là một kim, tinh hồng là một kim tư rồi đúng không? Một kim tư. Bạn cái này không giá trị. Rồi cái này tầm 200 xu, một kim sáu. Má lỗ sắp mặt luôn. Ếc này được con kim xấu à. Vãi nồi. Thôi chịu luôn em ơi. Ếc này đúng được một kim xấu luôn em ơi. Còn mấy cái này làm gì đâu. Trời ơi lỗ 4 kim mới cái này luôn. Sắp mặt luôn em. Ếc này không có gì để mà xài luôn em. Rồi còn cái nịt. Ếc này lỗ tới 3 kim rưỡi. Ếc đầu tiên đồ cũng được một cái tiềm năng cũng đỡ. Ếc này không có gì luôn. Thôi lỗ sắp mặt. Anh ba ạc tính ra hết 24 kim mà thu lại của bang được 10 kim, 14 còn lại âm 14 kim mà tính ra đồ đạc bán tầm này không đủ rồi, không đủ 14 kim được, cao lắm được có 8-9 kim rồi em ơi. Lỗ gần một nửa lận anh em vãi chưởng. Ok đây giao dịch lại full đồ rồi. Lỗ gần một nửa anh em. Anh vừng bạc cho bang lỗ gặp một nửa tiền. Anh thơ em này lỗ quá. Không được gì luôn. Món này vứt qua nó là mình làm giá tẩu anh em. Đánh bot giá tẩu. Nó hiện tại trong này giá trị chỉ là những cái bình tiên thổ lộ đặc biệt với lại thủy tinh thôi anh em. Còn lại mấy cái phớ phẩm này giá tẩu thôi. Bán không ai thì mua. Rồi tính ra lỗ không có lời được. Lời cái nịt đó Lâm Nguyễn ơi. Lời cái nịt em ơi. Đúng chi buồn luôn em. À chán vãi. Không được gì. Anh em vẫn lỗ á. Không được gì luôn. Má người ta anh hai ba bộ mà đang cùi vái rồi. Thôi ào ạ. Anh em xem thì đừng quên cho video này một like và chia sẻ cho anh em ơi. Nói chung là lỗ nè. Được khải qua khải tổng event cho anh em xem. Bây giờ thì thu lại bang 10 kim đi. Thu lại bang 10 kim thì ăn thơ đi. Thì hiện tại bây giờ thì mình còn đây cho anh em xem. Bảo đảm không lời được. Tính hết cho anh em xem luôn. Tổng hết thử lời lỗ bao nhiêu cho anh em xem rõ ràng cho vui nè. Không sai vào đâu được. Đó những cái giá trị Khải sẽ đỡ bên tay phải. Những bên tay trái sẽ là không giá trị anh em. Bên tay trái bán không được là không giá trị. Đây. Rồi. Làm chốt hết cái đơn hàng này được khoảng 14 kim thì mới gọi là hòa. Đó. 14 kim mới gọi là hòa nha anh em. Còn không được 14 kim là lỗ. Dạ thôi. Ba anh em Vân sắp mặt. Không bình ba cục này vứt chả thèm lấy. Rồi. Mấy cái bên thì trái này không giá trị. Rồi, nó còn gì nữa không? Đây, tinh hồng đây. Thì tinh đây. Rồi còn gì nữa không? Được coi còn cái nịt gì nữa không? Ba cái chuyện giới này bán 500 xu, chưa ai mua nè, không ai mua luôn. Rồi, đây tính tiền anh em xem. Đây,
hai cái tiềm năng này thì Khải nghĩ nó khoảng tầm 2 kim, 2 kim với cái này 1.5 kim đi, là 3 kim 5 với lỡ 3 bê kiếp thì nó dao động khoảng 250 xu. Thì cái dòng đầu tiên này sẽ được 4 kim, tiếp tục là một bình thiên tử lộ này 250 xu, mà đây 1, 2, 3, 4 là 1 kim này, với chỗ này là khoảng 1 kim, cái này khoảng là 2 kim, tất cả thiên tử lộ này được khoảng 2 kim, 2 kim với cái này 4 kim là 6 kim, 6 kim với thị tinh mấy viên thị tinh chung này thì 250 một cục. Đây, 6 kim rồi đúng không? 6 kim. Cục này là cứ cục này 300 xu này, 4 cục là 1 kim 2. 5 cục là 1 kim 5. Kim 5 với cái này 750 xu nữa là cho 2 kim 3. Đúng không? 6 kim. Cái này 44 này 2 kim 3, tính ra được 8 kim mấy rồi. 8 kim 3 rồi, 8 kim 3 rồi. Không, cái này 4 này. Cái này 4 với cái này 2 là 6 kim 2, chứ là 6 kim 2 nữa là 8 kim 3. 8 kim 3 với cái này mấy cục đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mà nhân cho khoảng 350, 380, bán ra được 3, khoảng 380, 400. Là được 2 kim 4. 2 kim 4 cộng cho 8 kim 3. 8 kim 3, 3 bên kia. Được 10 kim rồi. Thiết là hắn vứt. Rồi, lỗ nè ơi. Lỗ khoảng 3 kim. Lỗ 3 kim nè. Lỗ 3 kim. Hộp quà hả? Hộp quà này có một hộp quà thôi. Đây còn một hộp nữa nè. Hộp quà này thì mở ra được cái gì thì Khải chưa mở nè. Hộp quà thì chắc nó mua với khoảng tầm 500 xu. Đó. Nói chung là lỗ khoảng 2 kim, nói chung là cũng hòa giống không lỗ mấy nè. Lỗ khoảng 2 kim thôi, không lỗ nhiều nè em ơi. Cũng khá là may mắn lỗ khoảng tầm 2 kim thôi. Hộp quà này thì nó mua chắc khoảng tầm 500 xu á nè. Hộp quà này nó mua khoảng tầm 500 xu một hộp. Thì hai hộp này nữa là khoảng cộng vô là 11 kim 700 xu. Đó, 11 kim 700 xu. Là tính ra 14 kim. Trừ cho 11 700 xu. 14.000 này. Trừ cho 11 700 xu. Thì Khải lỗ 2 kim 3. Đó, lỗ 2 kim 3 và được lại ít cái này làm giả tẩu. Rồi, nói chung là lỗ nè, không lời. Không lời nha, xác định không lời nha anh em. Lần này em không lời. Ok, và cảm ơn đã theo dõi video này, và anh em đừng quên ủng hộ cho Ban Khải một like chia sẻ nha. Ok, bye bye anh em.